Hello my friend, welcome back to my channel. I'm learning to speak English. So my English is not good. Please read the subtitle in the video. Today I'm going to show how to DIY Amplifier by television Sony. Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh YouTube mình. Hôm nay thì mình sẽ dẫn các bạn độ chế một bộ công suất âm ly 12V sử dụng IC từ TV Sony các bạn nhé. Rồi thiết kế đây là toàn bộ cái phên vỉ của TV Sony này các bạn này. Đây là chiếc Sony nhé. Không để các bạn đảm bảo là không phải TV Sony. Rồi thiết kế, ok đây là toàn bộ linh kiện phụ kiện của máy này các bạn này. Và thì sẽ cho các bạn sau cho bạn quan sát cái IC của nó nhé. Ok thì máy quay này thì không phát hiện được ra cái gì thì mình sẽ sau gần lại cho bạn quan sát nhé. Rồi thiết kế đây là con IC này các bạn này, AN5276 các bạn nhé. Dùng gần lại cho bạn quan sát này, sắc nét này. Rồi thiết kế trước khi chế cháo thì sẽ xem sẽ cho các bạn là xem qua sơ đồ các bạn nhé. Ok, con IC của chúng ta là AN5276 và bao gồm tất cả 12 chân IC A5 2 7 8. Rồi thiết kế con IC của chúng ta thì sẽ bao gồm tất cả là 12 chân các bạn nhé. 12 chân thì trong khi đó thì chân số 1 thì chúng ta bỏ qua nhé. Chân số 2 và chân số 5 thì sẽ là đường nhạc vào các bạn nhé. Input music to file. Và chân số 2 này và chân số 5 này. Chân số 4 của chúng ta thì sẽ là mát các bạn nhé. Chân số 3 thì chúng ta không cần quan tâm vì nó trên mạch. Ok các bạn này, để ý cho mình chân số 7 này, 7 thì sẽ có chân số 7 của chúng ta thì sẽ là chân số 5 các bạn nhé, speaker out 7 thì nó qua tụ các bạn nhé. Đấy, để chúng ta sẽ xuất âm qua tụ, tức là nó bằng nửa nguồn. Chân số 8 và chân số 9, chân số 9 là mát, chân số 8 là chân mute các bạn nhé. Chân số 10 là nguồn này, 12V này, VCC Tower von Input 10. Chân số 1 của chúng ta thì, chân số 11 thì các bạn dùng cho mình con điện trường 180Ω nhé. Resin 1S0 thì là 180Ω, lấy nguồn từ 12V cấp vào chân số 11 để cho mạch standbin hoạt động các bạn nhé. Ok, chân số 12 của chúng ta thì sẽ là chân xuất âm các bạn nhé, speaker out 10 thì ở đây thì nó sẽ qua tụ này các bạn này. Rồi thôi, ok, chúng ta sẽ trước khi tiến hành nhà cái đầu nối bộ này thì các bạn phải dùng cho mình cái lưỡi cưa sắt, chúng ta sẽ cắt mạch nhé. Còn dùng sử dụng cho mình cái lưỡi cưa sắt này, chúng ta sẽ cắt mạch này ra nhé. Thank you.
Rồi thứ kê mình đã cắt được mạch ra này các bạn này, và thì chúng ta sẽ tiến hành đấu nối các bạn nhé. Mạch nó như thế này thì mình đã cắt được ra này. Ok thì mình sẽ để sơ đồ đây để các bạn quan sát, và chúng ta sẽ tiến hành đấu nối các bạn nhé. Thì trước tiên này các bạn chuẩn bị cho một cho mình một chiếc nguồn nguồn PC 12V các bạn nhé. VCC Taiwan by PC. Ok, trước tiên này chúng ta sẽ tiến hành đấu nối nguồn các bạn nhé. Nguồn thì ở đây mình sử dụng nguồn 12V từ máy tính, và dây nguồn là dây vàng các bạn nhé, zero và Taiwan. Thì các bạn để ý cái tụ lọc nguồn này, tụ lọc nguồn là cái tụ to nhất này các bạn này. Thì chúng ta sẽ tiến hành hàn nguồn, dây nguồn các bạn nhé. VCC Taiwan input. Ok, thì mình đã hàn xong này các bạn này. Tiếp theo thì chúng ta sẽ tiến hành hàn dây mát các bạn nhé. GND Black. Dây đen là mát các bạn nhé. Rồi thú kê, như vậy là mình đã tiến hành hàn xong này các bạn này. Và thì chúng ta sẽ hàn đến cái đường 180, cái đường cho cái máy stand bin hoạt động các bạn nhé. Thì nó là chân số 11 này, và 180 ohm. Ở đây thì mình đã chuẩn bị sẵn con điện trở 180V này. Thì chúng ta sẽ câu nguồn 12V sang 180V sang chân 11, 180V vào chân số 11 các bạn nhé. Ok, phía còn lại thì các bạn sẽ lấy nguồn 12V VCC Taiwan Ration Input 11. Ok, như vậy là mình đã hàn xong cái con điện trở này qua này. Và thì tiếp theo thì chúng ta sẽ hàn đến cái phần xuất âm nhé, speaker out. Thì các bạn chuẩn bị cho mình hai con trụ. Con trụ này là 16V 470mm. Thì chúng ta sẽ hàn đầu ra các bạn nhé. Ở speaker out thao speaker out 7 chân số 7 các bạn nhé, chân số 12 và chân số 7. Thì mình sẽ đếm này, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Thì nó sẽ là chân này các bạn nhé. Ok, như vậy là mình đã hàn xong con này. Và thì chúng ta sẽ sử dụng chiếc loa các bạn nhé. Speaker by Television Panasonic. Ở đây thì mình sẽ dùng hai chiếc loa TV các bạn nhé, hai chiếc loa TV của TV Panasonic. Thì một đầu dương một đầu thì các bạn hàn vào dương tụ nhé. Tức là đường xuất âm ra, còn một phần còn lại thì các bạn hàn vào mát nhé.
Ok, mình sẽ hàn tiếp và chiếc loa tiếp theo các bạn nhé. Thì tương tự thì một đầu các bạn hàn vào dương tụ. Phần còn lại các bạn hàn vào mát nhé. Ok, như vậy là mình hàn xong rồi. Và tiếp theo đường nhạc vào thì các bạn hàn cho mình vào chân số 2 và chân số 5 nhé. Music input, do and file. Đây thì mình sử dụng cái bo chỉ nhạc xong mình tự chế các bạn nhé. DIY, user DIY music controller. Thì các bạn hàn vào chân số... chân số 2 các bạn, chân số 2 và chân số 5 nhé. Các bạn có thể sử dụng qua tụ hoặc không nhé. Chúng ta có thể sử dụng tụ để dẫn tín hiệu vào hoặc là không. Ở đây thì mình sẽ không dùng nhé. Tiếp theo thì sẽ là chân số 5 nhé. Dùng chung ok, chúng ta sẽ dùng chung mát ở trên phần lọc nguồn các bạn nhé. Đồ thiết kế mình đã chuẩn bị xong và sau mình sẽ đi chuẩn bị nguồn nhạc. Sau khi chuẩn bị nguồn nhạc thì chúng ta sẽ test thử đoạn âm thanh các bạn nhé. Rồi thôi, okay, mình đã chuẩn bị xong một nhạc này các bạn này, và thì sẽ test thử một đoạn âm thanh nhé. Để chúng ta sẽ xem âm thanh nhà em nó hoạt động như thế nào nhé. Ok, test machine. Started to fall, and where were you? How could I know you were falling too? Grabbing the wind, cutting my skin, but it's hard because I'm falling. Tell me why I'm falling. Oh, life's calling, but it's hard because I'm falling. Falling, 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 falling.
Rồi ok, mình test thử đoạn với các bạn nha. Và thì video của mình đến đây là kết thúc. Nếu bạn hay thì nhớ ủng hộ mình bằng cách ấn nút like. Và đối với bạn mới thì đừng quên đăng ký kênh mình để được cập nhật những video mới nhất. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video lần sau. Thank you for watching video. Bye bye, see you again.